Thì anh Văn anh quay qua, anh Văn anh nói không, anh không đi đâu, anh phải đi dạy rồi. Tự nhiên nắng nó chiếu vô mặt ổng, xong ổng nhăn nhăn ổng. Cái sao em nghĩ trong đầu, mẹ ơi, sao xấu dữ vậy? Có chứ. Tôi ghen. Ghen với những cái kép khác đó, phải không? Trong phim đó thì Vi là người mà có tình cảm giữa cái vai của em và vai của anh Lam Trường. Thì có thân mật với hai người này thôi. Thì cũng có một cảnh cũng thân mật với anh Lam Trường. Thì hôm đó là em không đi quay, em nhà em khó chịu. Đến khi phát sóng cái tập đó lên em xem em lại càng khó chịu. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em chào chị Vân, chào anh Thuận, chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là Lê Văn Anh, năm nay là 35 tuổi. Em thì là quê gốc miền Trung, học Hà Nội và bây giờ làm việc ở Sài Gòn và lấy vợ Sài Gòn. Và bây giờ sống Sài Gòn thì cũng đã được 7-8 năm rồi. Và đây là vợ là Lê Thị Tú Vi. Rồi. Trời ơi, Lê Tú Vi. À thế hả? Chị gắn cái chữ Thị vô kia nó nặng dễ sợ luôn vậy đó hả? Mà hiện nay thì là ngoài công việc là đi diễn ra thì em còn thật ra khi, khi mà lập gia đình với Vi rồi, và đặc biệt là khi có con, thì em không có tham gia nhiều vào phim nữa. Thì em làm cái nghề chính của em đó là giảng dạy piano. Em có mở một cái trường âm nhạc. Và em quản lý và em giảng dạy luôn. Rồi bây giờ mời em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Tú Vi. Dạ đúng theo sự giới thiệu của chồng em, nghệ danh là Tú Vi. Em là diễn viên. Năm nay em 34 tuổi. Thì trời, bất ngờ phải không? Tâm hồn chị. Đúng không? Trời hết hồn vậy trời. Sao cứ giật mình đùng đùng vậy? Em không giới thiệu là anh là em hai mấy tuổi. Không thiệt. Nhìn thiệt. Hai đứa là đã làm việc chung với nhau rồi mà bữa nay em mới biết được là yeah, cô hàng âm á. Hiện tại thì bởi vì sau khi sinh con thì em không có thể dành nhiều thời gian để đi diễn nữa, cho nên là em có mở một cái kinh doanh riêng. Anh có cho em 2 phút quảng cáo, cho em vài giây quảng cáo, mời em. Mọi người ạ, mọi người ạ, một cái spa nhỏ nhỏ tên là An Beauty Center ở số 10 Nguyễn gì ta, trời ơi kỳ vậy em. Dạ, An Beauty Center ở số 10, Nguyễn Văn Thủ, quận 1. Dạ. Hèn gì, cổ sở hữu một cái spa hèn gì á mà cổ vừa trẻ vừa đẹp, da mặt mướt mát, không da mặt da người luôn chứ. Bây giờ kể cho chương trình nghe đi, là cái chuyện tình của các em bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Thì đó là em và Vi được mời là tham gia một bộ phim ca nhạc, đó là phim Bếp Hát, vào năm 2013 dạ. Thì Vi là vai chính và em cũng là vai chính luôn. Và khi nhận phim đó thì cả hai đều không biết gì về nhau. Em không biết gì về Vi và Vi không biết gì về em. Lúc đó là em mới vào Sài Gòn đúng không? Em mới vào được 2 năm. Thì chỉ có gặp nhau đợt đầu tiên là cái buổi tập nhảy trước khi mình vào quay phim. Thì gặp nhau cũng không ấn tượng gì. Còn Vi thì sao? Có ấn tượng gì về anh không? Em cũng không ấn tượng gì. Bà trợ lý của em bà nói là bà đóng chung với lại anh Lê Văn Âm hồi xưa đóng Hàng Mặt Tử đó. Đẹp trai lắm. Xong rồi search ra cái Google cho em coi bài báo hình của ổng thì lúc đó ngồi cũng xa cỡ như em với anh Thuận vậy nè, thì đưa cái laptop ra em dòm qua, cái em nói là ok cũng được. Cái em không có nghĩ trong đầu là em không nhớ gì hết, em không ấn tượng gì. Nhưng mà khi mà đi quay á, tập nhảy xong đi ra ngoài mà chuẩn bị đi về rồi thì em mới rủ mọi người đi uống cà phê. Thì em mới hỏi anh Văn Anh đi uống cà phê không. Thì anh Văn Anh quay qua, anh Văn Anh nói không, anh không đi đâu, anh phải đi dạy rồi. Tự nhiên nắng nó chiếu vô mặt ổng, xong ổng nhăn nhăn ổng. Cái sao em nghĩ trong đầu, mẹ ơi sao xấu dữ vậy? Cái em về em nhắn tin với bà, trời ơi ổng xấu lắm bà ơi, ổng xấu lắm. Nhưng mà sau ngày hôm đó cái tự nhiên đi chụp poster, cái make up từ này nọ lại đẹp trai, cái em thấy đẹp. Đẹp như em thấy đẹp lại. Mà chị hỏi nè, cái ngày mà đi lên chụp hình poster á, là em đã có ấn tượng chưa? Em cũng chưa luôn. Em chỉ ấn tượng với Vi là cái cảnh quay đầu tiên quay với nhau. Đúng cái cảnh mà cũng hơi tình cảm một xíu để diễn bằng mắt nhiều. Cho nên là em bị hơi bị hút một xíu ở khúc đó. Mắt đó. Đẹp, mắt tròn. Thấy chưa? Là trong bộ phim đó anh biết được là có cũng có nhiều kép, và cô này là một diễn viên mà có anh nhiều anh kép theo đuổi. Vậy thì trong lúc quay khi đã có tình cảm rồi thì ổng có ghen không? Có chứ. Tôi ghen. Ghen với những cái kép khác đó, phải ra không? Kép khác trong phim đó thì Vi là người mà có tình cảm giữa cái vai của em và vai của anh Lam Trường. Thì có thân mật với hai người này thôi. Thì cũng có một cảnh cũng thân mật với anh Lam Trường. Thì hôm đó là em không đi quay, em nhà em khó chịu. Đến khi phát sóng cái tập đó lên em xem em lại càng khó chịu. Không phải mình thấy cái cảnh đó. Rồi sao rồi em thể hiện sao? Xong nhưng mà nghề của mình mà thì cái đó chấp nhận thôi. Mấy phim sau cái hỏi có cảnh hôn không? Có cảnh hôn kêu thế thân đi. Thế
Thế thân là em vô thế đó phải không? Dạ không, không vẫn có cảnh hôn nhưng mà không có cảnh hôn, em lên em ngồi bên cạnh thôi. Em ngồi cạnh mo đạo diễn. Trời ơi, anh quan sự không dám hôn em luôn á chị. Hôn như cái mũi thôi à. Tức là em cũng không có phải là cái mình cấm vợ mình sẽ quay những cảnh đó, về phim bắt buộc có những cái cảnh sẽ cần phải có sự tình cảm đó mới đạt hiệu quả cao. Thì em vẫn thoải mái thôi, nhưng mà ngay cả chính em khi nhận những bộ phim đó, những cảnh đó mình không thoải mái, vì tất cả cái gì mình muốn dành cho người quan trọng rồi á thì khi diễn mình cũng không thấy thoải mái nữa. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà một số phim có nhiều cảnh quá em không nhận. Cho nên bây giờ mà đạo diễn mà coi chương trình này rồi chắc cũng không ai mời nữa luôn, coi như không ai mời phim. Hồi đó nhà đó ai mời phim em chỉ mời đóng vô những cái vai bà mẹ đơn thân thôi à. Rồi sau đó thì sao, cái tình cảm của các em tiến triển như thế nào? Nếu mà nói về cái cảm xúc của em lúc đó thì chắc phải nói sơ qua về cái tính cách của em. Trước khi gặp Văn Anh á, thì em cũng có một vài mối tình, nhưng mà em chưa bao giờ em nghĩ trong đầu là mình sẽ cưới chồng, tại vì em không nghĩ rằng cái việc lấy chồng và lấy sinh con á, nó quá sức với em nghĩ nó quá sức với em. Em không có đảm đương nổi cái nhiệm vụ làm vợ rồi làm mẹ này nọ đâu. Cho nên là khi mà gặp Văn Anh thì có cảm tình lúc đó rồi, em cứ nghĩ là ok, trong cái bộ phim này mình gặp mình có cảm tình, có thể là mình không nghĩ dài lâu mà em cũng nghĩ là nó sẽ dài lâu. Xong rồi cái em thấy là ảnh rất là an toàn, ảnh nhẹ nhàng và ảnh tôn trọng mình, và ảnh rất là hài hước. Cho nên là em cảm tình càng ngày càng nhiều. Và khi mà đi chơi với nhau này nọ thì em nhớ có một lần khi mà nhắn tin á, thì ảnh nói với em rằng là anh sẽ cưới em làm vợ. Thì tự nhiên em khẳng định luôn. Có hai, dạ đúng rồi, mà múc mới quen thôi hả? Mà có hai luồng suy nghĩ trong đầu em. Một là ông mày xàm, tào lao, mới quen tự nhiên đi nhắn vậy. Nhưng mà lật lại em lại thấy cũng hay hay, chưa bao giờ có một người nào nói với mình cái câu đó. Thế còn Văn Anh thì sao ạ? Cái điều gì mà ở Tú Vi mà khiến cho em quyết định rằng là em cua cô gái này, cưới cô và gái, nhắn cho cổ cái tin là anh sẽ cưới em? Em cũng có một cái cảm giác như là Vi nói với em hôm nay, đó là cảm giác an toàn. Và cũng tự nhiên em thấy à, người này sẽ là vợ của em. Và em nhớ cái lần em càng khẳng định hơn nữa cái việc là em sẽ cưới Tú Vi, đó là trong cái quá trình quay bộ phim đó có một lần hai người cũng giận nhau, có lẽ đó là lần giận nhau mạnh liệt nhất, giận nhau xong rồi chia tay, giận nhau chia tay, đau luôn, đớn quằn quại, đau khổ khóc lóc. Em tự nhiên em thấy không thể nào mà thế thiếu cô bạn này được, là em trong lúc đang còn giận đó thì em lại luôn em bảo là anh muốn đeo cái nhẫn lên tay của em. Không, anh nói sai rồi, cái lúc đó anh nắm tay em xong anh nói là anh muốn đôi bàn tay của chúng ta sẽ đeo đeo tay chúng ta nhận, đúng rồi. Thì là từ đó trở đi là em xác định luôn Tú Vi là sẽ là vợ của em. Vậy lúc nào, lúc mà em cầu hôn vợ em á, thì như thế nào? Cái hôm đó là coi như là mình đi chụp hình cưới rồi đó chị, thì em vẫn chưa hề có một cái sự cầu hôn nào từ anh ấy cả. Khi mà chụp hình cưới gần xong, tới tối rồi, chụp ở ngoài resort, em buồn ngủ lắm rồi, em tẩy trang rồi, em thay bộ đồ bộ ra rồi, thì ổng tự nhiên em thấy ổng khoác áo vest vô. Cái xong rồi cái em cũng bình thường thôi, ổng nói đi ra ngoài bãi biển ăn hải sản gì gì đó, thì ok em để em cầm thêm bịch cơm cháy em đi ra. Bước ra tự nhiên thấy mọi người ồ ra, bạn bè của em ồ ra, xong đèn thì chiếu dùm lum tà la, xong ổng cầm đàn guitar ổng đàn. Xong cái ổng quỳ xuống, em làm vợ anh nha. Là trời ơi, em cũng cảm động. Em không, anh em thấy là trời ơi, trời ơi, đầu tóc mình thấy ghê, mặt mà thấy ghê, ổng mặc áo vest ổng đẹp lồng lộn gì đó, để mà thấy quỷ cái lúc đó vẫn không có nhẫn, chỉ có bó hoa thôi, biết cái bánh, tự vì hai đứa đi qua chụp hình cưới, chụp hình cưới. Nhưng mà chụp là chụp cho mình hay là chụp cho một cái thương hiệu nào mình đó? Chụp cho mình. Là em không nghĩ là sẽ có nụ hôn, tự vì đã sắp xếp lại rồi. Như vậy là đêm đó là không có nhẫn, không có nhẫn. Còn vậy thì sau đó có nhẫn không? Có, sau về thì mới dẫn đi mua nhẫn. Nói về câu chuyện cái nhẫn á, nhận đến hôm á, thì á, là nó là một cái câu chuyện cũng rất là gây cho em nhiều cảm xúc. Tại vì lúc đó thì hai vợ chồng chưa có khá giả, tức là cũng bình thường thôi. Và lúc đó thì tặng em một bộ nữ trang. Thì khi em mở ra thì em thấy là, em nghĩ nó là hộp xoàn kim cương, em hiểu không? Trời ơi, em wow, đây là kim cương là như vậy hả? Và hỏi cái giá trị của nó để mình biết mình gìn giữ cho nó kỹ. Thì khi mà hỏi thì biết đây á, là cái đá thôi, chứ nó không phải là kim cương. Dạng giống như là mặt của mình nó có một cái chút gì đó, nó biến sắc, sắc. Cái mặc dù lúc đó tiền không có nhiều, nhưng mà Văn Anh vẫn dắt em đi thẳng ở lầu để mà chọn một cái nhẫn cho em bằng hộp xoàn. Dạ, chỉ nhẫn kim cương cho em. Nhẫn đó giờ còn không? Dạ, có phải không? Còn. Và bây giờ nghe em kể lại thì anh vẫn cảm nhận được là nó cũng rất là lớn đối với em cho tới thời điểm này, đúng không? Dạ đúng rồi, nó rất là lớn. Quá quý.
Rồi hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ, 4 năm. Có một em bé rồi. Dạ. Bé này nhiêu tuổi rồi Vi? Dạ, được 16 tháng. Thấy Văn Anh là một người rất là điềm đạm ha, một người đàn ông rất là phong độ như thế này, vậy thì có tật xấu gì không? Cái tật xấu của Văn Anh em nghĩ là cái tật xấu thì có lẽ cũng không có nhiều. Trời, em không biết ổng có tật xấu gì luôn á. Có thể là sao ta, ổng quá hiền chăng? Hiền lắm, hiền nên hay bị người ta kiểu như ăn hiếp á. Nói ăn hiếp thì hơi quá, như kiểu hay chịu thiệt thòi về bản thân á. Trời, cái đó không phải tật xấu. Không, cái đó là tính tốt em. À, khuyết điểm, cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm là đúng đó. Ví dụ như em hiền quá cũng không phải là tốt. Dạ. Yeah. Đó, nó gọi là nó chưa phải là nhu nhược, nhưng mà nó đúng là rồi. bị gọi là hiền vượt mức cho phép á là cũng không được. Dạ. Yeah. Và bây giờ ở trong nhà trong cửa nè, có lười biếng không? Không. Đó. Bây giờ hả? Sao ngộ ta cái cặp này giống như là mình gợi ý thì họ đi nói xấu nhau vậy đó, giống như tự nhiên cái mình trở thành người xấu vậy đó. Không phải, bây giờ ảnh ở nhà nếu như mà thí dụ như thấy mà đóng chén chưa rửa, em nhào cho em rửa thì ổng lại không cho em rửa. Ổng sợ em bị nhức tay, tại vì em sinh xong em hay bị nhức tay, ổng phải dành ổng rửa. Nếu mà có tật xấu thì có cái em không thích thôi. Nhưng cái đó là cái sở thích duy nhất mà Văn Anh có, đó chính là Văn Anh hay đi đá banh ban đêm và về trễ và tắm đêm là em không thích. Em sợ tắm đêm nó nguy hiểm. Cái đó cũng là cái tật đó. Đó. Bây giờ còn gì nữa không? Khui ra đi. Có ghen không? Bây giờ còn ghen không? Em sẽ chả ghen gì hết. Có thể là đó cũng là tật xấu nhỉ? Không thấy không ghen gì em chứ. Tại vì Vi không có đem lại một cái cảm giác gì mà phải ghen hết. À. Thôi vậy thôi, tao không xấu bắt tao khui hoài à. Giống như dạch lá tìm sâu vậy đó. À. Khui bên đây em đó, em khui bên đây chắc có nhiều xấu nè. Giống như Vi mới nói cái rửa chén này nọ thì không bị trong nhà thôi. Cũng thông cảm, giờ này Vi cũng hay bận chăm con này nọ, chạy đi chạy lại thì chỉ có một cái xấu thôi, nhẹ nhẹ đó là hơi lộn thuộm xíu. Hơi bừa bộn chút. Hơi bừa bộn xíu. Ừ. Chẳng hạn như ngồi đâu mà làm cái gì đó dục đó luôn. Mà em mới tính em cũng hơi gọn gàng có. Có thể là em gọn gàng quá. Nhiều khi em không dọn anh dọn cho em luôn đấy. Trời, anh mắc em... kìa. Anh chỉ biết sao tự nhiên sạch mình dọn hồi nào mình không nhớ. Hồi nãy Tú Vi á thì nói rằng là Văn Anh là một người rất là hiền. Vậy thì ngược lại cô ấy có hiền không? Vi là người cá tính. Chẳng hạn như đứng trước một cái sự việc thì Vi chẳng hạn xảy ra như thế thì Vi sẽ là cái người mà nói ngay lúc đó, thậm chí to tiếng ngay lúc đó, giải quyết xong luôn. Nhưng mà em thì xử lý cái việc đó lại khác. Em không có sổ lên, em xử lý một cách nhẹ nhàng hơn kiểu đó. Như là nóng tính. Nếu mà để cái người như em mà nóng tính lên ấy, thì rất là kinh khủng. Thì có thể cái hậu quả nó khó lường. Là cọc. Vậy là đó, cái tính cọc đó là... Dạ đúng rồi, vậy thì đó, thêm một cái tính xấu nữa này. Là cọc. Là cọc, là khi mà lái xe hơi. Mà nếu như mà có ai mà lái không có ổn ở ngoài đường mà kiểu lái hơi mất nết chút xíu ha. Là nếu như không có Vi mà em đi một mình chắc chắn sẽ có chuyện. Ồ, đó, à. Nóng tính. À, lúc đó em tàn lặng, thôi bỏ. Rồi gì thì nếu như cho các em những cái điều gọi là mong muốn về người bạn đời của mình thay đổi thì có không? Tú Vi có muốn Văn Anh thay đổi gì không? Em không có mong Văn Anh thay đổi gì hết. Em mong là Văn Anh vẫn cứ như bây giờ là càng tốt. Đừng thay đổi một cái gì nữa hết, nhất là tình yêu dành cho em. Dạ, có bớt hiền không? Có cần bớt hiền không? Nếu như mà Văn Anh cứng rắn hơn một chút xíu và quyết tâm hơn trong công việc đó thì em nghĩ là sẽ tốt hơn. Văn Anh, em muốn Tú Vi thay đổi điều gì? Cũng không muốn Vi thay đổi gì luôn. À. Dạ, bởi vì em thấy cuộc sống của em với Vi bây giờ, những cái mà em có đang rất là ổn. Và những cái mà mình tiếp xúc với nhau, những cái mình va chạm với nhau em thấy là đang đem lại hạnh phúc cho nhau. Ôi cái cặp đôi này quá đẹp rồi. Thì đó. Khuyến gì nữa vậy? Thực ra trong showbiz mà có những cặp đôi như vậy á, cặp đôi như tụi em nè, cặp đôi như của Ngọc Lan Thanh Bình nè, của em nữa, yeah, của chị nữa, Quốc Cơ Quốc Nghiệp, rất là nhiều. Mình mong là nếu quý vị khán giả xem chương trình á thì sẽ thấy được là trong giới showbiz của chúng tôi á không phải là phiến diện như là những cái gì mà báo hay giật tít hay giật scandal. Chúng tôi cũng là những người bình thường có cuộc sống rất là hạnh phúc và biết chăm sóc yêu thương nhau, cho nên rằng là hãy có một cái nhìn nó đa chiều hơn về giới showbiz của chúng tôi. Nó thực sự chỉ mong là như vậy thôi. Thật ra cuộc đời của cuộc sống hôn nhân của em với Văn Anh á nó rất là bình yên và nó rất là nhẹ nhàng, và cái đó là cái điều mà em mong muốn. Tại vì từ nhỏ cho tới lớn là em cuộc đời của em cũng không phải là quá cơ cực, nhưng mà nó cũng gặp khá nhiều biến cố. Cho nên khi em gặp Văn Anh thì tất cả mọi người đều nói rằng Văn Anh giống như là một cái sự bù đắp mà ơn trên dành cho em vậy đó. Cho nên là em phải suy nghĩ rất là nhiều
trong vòng một tuần qua để tìm ra cái khuyết điểm của Văn Anh, nhưng thực sự em không tìm ra được. Thôi em hãy cứ là như vậy để có một sự đặc biệt đó. Không phải nói em là... với Văn Anh mỗi ngày chỉ nói những lời yêu nhau thôi. Tức là em lúc nào cũng nói là em yêu anh, em yêu chồng quá, chồng yêu em không gì đó. Em với Văn Anh lúc nào cũng nói những cái câu như vậy để mình bày tỏ tình cảm của mình nhìn cho đối phương, và mình có thể già đi nhưng mà cái tình yêu mình nó sẽ không có già. Và rất là chúc mừng hai em nha, và xin được chia sẻ với niềm hạnh phúc của Tú Vi cũng như là Văn Anh, và cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình. Bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son, mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh chị, em tên là Vũ Quân Hải, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Còn em. Dạ, em xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ. Tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. Ông thầy rất quất luôn. Quất luôn. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ bắt đầu là mai mối ạ. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau, nhưng mà đó, hai gia đình đều biết nhau, nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình, thì lúc đó cũng 29-30 tuổi, thấy chưa thấy dục dịch gì cũng lo quá, thế là cũng bắt lấy vợ. Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? À, dạ không bắt lấy chồng, nhưng mà thấy ảnh được quá, tại gia đình nếp này nọ cái bắt em là phải lấy anh đó, là mai kêu em là cứ tiến tới đi, mặc dù em không biết ảnh là ai. Xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á, cho ảnh số điện thoại em, mà ảnh không có điện thoại, ảnh không có liên lạc gì hết trơn á. Đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi, em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu gì. Dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em. Lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều, nhưng mà em chưa suy nghĩ là gia đình đâu. Nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao. Thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm, làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình. Xong rồi cái em rất là khó chịu, em rất là ghét, phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh là cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi, không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm, dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền, tức tử luôn đúng không? Dạ, không... ai tình luôn đúng không? Dạ. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói, còn bà gặp nó chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau, cái là hối thúc sao rồi ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm, trong thời gian tìm hiểu thôi. Nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá, chưa thực tế mà gia đình coi như là xong rồi, coi như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng hình như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, cũng vài tháng sau. Sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động, nói chung là con trai được đà lên tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Đó hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm rồi. Cái lời nói lên bảo má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á hả? Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố, sao tụi em không lố theo ta, mà tụi em để chỉ 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hung đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi, chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không, tại anh chị biết sao, tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước, tới tháng 4 nghĩa là đăng ký trước cái gì mới có đêm tân hôn. Đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính gì họp lớp cơ, vợ không cho đi. Khổ với lúc đó là mùng 3 Tết chứ chị. Trời. Thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà, đúng là thoải mái. Tại vì lúc đó là chỉ như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi, mình kiểu như thử á, cũng sợ có bầu, tại vì 4 tháng sau mới cưới. Đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không? Dạ cũng có ạ, hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ, nhắn tin bình thường thôi. Không biết em bị sao, em cứ nóng nóng lên, cái em nói qua nó lại, cái em nói thôi chia tay đi. Cái em nói giỡn thôi, là hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với những người khác giới nữa. Tại vì mình ích kỷ mà, mình mới đăng ký kết hôn mà. Cái xong ảnh kêu là chia tay thì chia tay. Cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm,
nó nhắn tin rồi nó nhắn tùm lum, nó nói đủ các chi kiểu ấy. Nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ. Vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm. Cái là hồi nữa rồi tùm lum lên, cuối cùng làm em bực mình. Hù em chia tay, cứ kiểu em bực quá. Em bực quá. 7 giờ chia tay, 8 giờ là bình thường. Có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá, cái là mình cũng có mủn lòng luôn. Cái là hồi nữa rồi lại thôi. Xong rồi hồi nữa xíu về cô ta đăng lên Facebook luôn và xém nó mất cả bầu trời. Em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó, không em xuống với cả bầu trời. Dạ, đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó, có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến mình nhanh quá không? Em đã xác định là về là đó họ nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép cưới nhau trong năm, cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Em ngay cái lúc đó là tiệc xong rồi, cái là quay qua nói và định ngày cưới cái là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi như, thế này như thì kiểu kia. là bị gài á, người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời, nó một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi, lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa, nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện mà. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói, ví dụ như là không nói chuyện một ngày đi á, thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu đó rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà, còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì thoải mái rồi, về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không? Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hạnh nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á? Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích căng nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích thoải mái, thích bừa bộn. Em thì đúng là cũng nói đúng là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó. Vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ. Thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ là em mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Và tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm? Bà sắp bà đòi hỏi những cái chuyện đó. Thôi dạo tiền không mang gà thì không tặng, nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông, cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em, nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì đó. Đúng thời điểm đó. Đúng thời điểm thôi em thấy không, em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm. Mình đã có lòng á là sẽ có cách thôi, nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi thì cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy, đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á, có người nghe,
có một em nai nai ngồi, dạ dạ anh trời ơi hay quá, anh giỏi quá rồi này kia nọ đó, mà mình quên đi, mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành, tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào, làm sao mà để cổ phải la lên ôi má ơi con chết đó, ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên. Sau chương trình này anh muốn là muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn, và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt, ngại gì một cái nụ hôn ôi má ơi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và xin chúc cho hai em nha, cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha, và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Em tên là Sofia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn. Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Nên em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian. Xong rồi sau khi hai vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U, xong rồi mới quyết định về Việt Nam để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình ạ. Dạ. Ôi như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine. Và phải. Cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Ồ vậy hả? Bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Vâng. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt, mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Hỗ trợ rồi, trả luôn. Mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn.
Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em, nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Không. Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của cô? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bạn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần 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 thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng thì cô dính? Mấy tháng chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? Dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sophia không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Em mình cũng được sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ. Người Ukraine so với người Việt à? Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt. Ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, à, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng cao, là 90, 90 từ 100. Ừ. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không, cái này anh hỏi Sơn nè. Thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Hả? Phát âm sai thì trong người thường do tiếng nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như tiếng Lai Châu, cho nên là khi mà Sophia phát âm nhiều lúc là Sophia có thể nói nó sai từ á. Em có nhớ cái từ nào mà sai không? Mà nó vui vui á. Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nghe. Dạ. Vâng, rất khó, cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó, tại vì trong đời sống bình thường vâng. Cứ sai ấy, thì em sẽ cố gắng sửa cho sạch ra. Rồi vậy là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em ạ? Dạ vâng, có bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho Sophia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà là tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước, rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về.
Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà Sefia để làm quen với bố mẹ Sefia. Ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Biết bạn chỉ biết là dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sofia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô cô la, trà từ Anh. Đúng rồi, trà từ Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh. Trà Việt Nam. Trà từ Anh. Rồi, coi như là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là trắc trở, khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau, có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm. Trước khi cưới. Bọn xa. Em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sofia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức, dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi, cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên đó. Rồi sau đó bao lâu yêu xa hết? Yêu xa hết. 4 năm ạ. 4 năm. Yêu nhau 4 năm. Dạ vâng. Mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà thì trong cái mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Rồi như vậy là anh đoán nha. Tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về đi thẳng qua nhà Sofia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới. Là em ở được vài tháng xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thứ làm kinh doanh ở Việt Nam và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Dạ. Nhưng bây giờ nè, hỏi thì hai đứa nè, sống ở Đức cũng có thử rồi. Dạ. Ở Anh cũng có thử rồi. Dạ. Ở U thử rồi. Việt Nam giờ thích sống ở đâu nhất? Thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt. Nên là em cảm thấy rất là thoải mái. Con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, tại vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển. Nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Dạ. Tại vì vâng. Còn Sofia thì sao? Rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam. Bởi vì mùa đông không lạnh như bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi. Anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam. Dạ. Em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam đó, vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Thì bọn em chú trọng về
về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Ừ. Mỗi chỗ, mỗi bên lấy một chút. Lấy sao đâu? Ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Ừ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương bàn thờ tổ tiên. Do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu, cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc. Lầy em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sylvia, mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó đó đúng rồi đó. Và em mua chuộc vật chất là đó. Những gì? Em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Em trai Sylvia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua đồ, đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ, còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. Vậy là biết xài tiền rồi. Dạ, biết xài tiền rồi. Là mua chỗ bằng mini. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Suông sẻ, không có giận hờn, không có chia tay, chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận do nhau. do là cả hai là phải yêu xa, cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng. Yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh hỏi thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ. Tại vì Sophia rất xinh. Mà Sophia lại, lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học lại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được chị Kha. Có okay. Nghe Sơn ghen không? Sơn ghen. Dạ. Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn yêu á, giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn. À. Phải xin bố mẹ của em có được không? Coi như bộ là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ là vâng, ngồi đây rồi. Đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ 4 năm 2018. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ, 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi, cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất? Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Son thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô thì em vào các thứ kiểu ở châu Âu đã nồng nó phải như thế. Gentleman. Và lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Son thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy, bởi vì anh Son là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Và em rất là thích đàn ông, không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu của anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Còn gì nữa? Có gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage.
Massage trắng, mình thích massage trắng. Có nghĩa là ít khi làm massage trắng. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. À, ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ, nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ, vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? À, thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? À, nóng tính cho người khác, nhưng mà sơ bộ em thì không nóng tính. À, nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á, là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì mà... dạ. Ừ. Nhiều hơn. À, em muốn nhiều hơn. Đúng không? Em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không? Hết à? Dạ, có hết rồi. Có bừa bộn vứt đồ lung tung không? Không, không còn gì. Rồi bây giờ khui luôn nè. Có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít khi. Thôi gì cũng không phải được xấu. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chân luôn. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn. Ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5 cho người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân. Dạ, nha. Em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh trình châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn tuần... phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì đi, cà phê sữa nóng. Đó. Bánh mì bơ. Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad đó, hoặc là gì? Sesame, mấy cái gì gọi là salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa thì em thấy sẽ khá ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Có chứ ạ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn? Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể là ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên Facebook có người thật. Hoặc là tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người sẽ phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về chỉ vấn đề cuộc sống gia đình, tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ, ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Cách dạy con thì ai là người dạy?
em mới là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sylvia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sylvia? Xung đột nói hẳn là xung đột thì không ạ. Thế rồi em có thể góp ý. Tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là phải góp ý để cho tốt em bé cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Rồi ở mỗi nơi một chút. Dạ rồi, đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là người ta để tự đứng lên. Còn người Việt Nam mình là ông trời. Xong rồi đánh đất. Đó thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm. Đúng không? Đúng. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ. 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine cũng được. Mong muốn. Anh Sơn sáng nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và mất bánh xin châu cho em và một tuần sau đó một mùa bánh xin châu cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì và ba lần massage chân. Trời ơi Sơn đỏ mặt luôn kìa, đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó.